Xin chào tất cả các bạn, mình là giáo viên Mai Linh của TL Workshop. Hôm nay mình đã quay trở lại đây để chia sẻ với các bạn về các cách để học bài mẫu writing để cải thiện kỹ năng viết hiệu quả. Thì dưới đây sẽ là 4 lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái lưu ý đầu tiên đó chính là chúng mình sẽ cần phải xác định mục đích sử dụng bài mẫu. Thì mình sẽ bắt đầu từ bước đầu tiên và cũng là bước mà mọi người hay quên nhất, đó chính là khi mà chúng mình tìm bài mẫu trên mạng, chúng mình nên xác định từ đầu là chúng ta học bài mẫu này với mục đích sử dụng từ vựng hay là để sử dụng những cái idea mà bài viết đưa ra, thì từ đấy chúng ta có thể khai thác bài viết một cách hiệu quả hơn. Thứ hai đó chính là chúng mình sẽ cần phải tìm những cái bài viết mà phù hợp với năng lực của chúng ta hơn. Thì đối với lại các bạn ban 4.0, các bạn 5.0 cho tới 5.5 thì đây là level mà các bạn có thể viết một bài mẫu hoàn chỉnh trong thời gian quy định. Thì mình khuyên là các bạn chỉ nên sử dụng những cái bài mẫu ban 7.0 trở lên, bởi vì các bài ban 8 cộng hoặc là 9 thì thường người ta sẽ sử dụng những cái cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn, cũng như là vốn từ vựng nâng cao hơn, cho nên khả năng cao là chúng mình sẽ hiểu có thể hiểu chưa chính xác được cái quan điểm mà bài viết đưa ra, để từ đấy chúng ta có thể áp dụng cho bài viết của mình. Lưu ý thứ ba đó là về phần phân tích ý tưởng có trong bài viết. Thì đối với các bạn mà chúng mình cảm thấy khó trong việc là tìm idea hoặc là triển khai các idea, thì chúng mình hãy lưu ý thật là kỹ xem là bài viết đang đưa ra những idea nào và cách để triển khai idea đó ra sao. Thì tất nhiên để làm điều này chúng mình sẽ cần phải đọc body paragraph thật là kỹ. Thì dưới đây sẽ là 4 bước nhỏ để cho các bạn có thể làm được cái việc này hiệu quả hơn. Thì bước đầu tiên đó chính là chúng mình sẽ cần đọc và xác định câu chủ đề có trong đoạn văn. Thì thông thường là đối với lại các bài viết của ban 7.0 thì câu chủ đề sẽ nằm ở câu đầu tiên trong đoạn. Thứ hai là chúng mình sẽ cần phải xác định xem idea hay là view hay là opinion mà bài viết đưa ra là gì. Thứ ba là trước khi các bạn đọc tiếp, chúng mình hãy thử phân tích bài viết theo cái khả năng của chúng mình, để từ đấy chúng ta có thể ghi nhớ được idea lâu hơn và áp dụng idea đó một cách hiệu quả hơn. Bước thứ tư đó chính là khi chúng mình đọc bài hoàn chỉnh, chúng mình hãy thử so sánh xem là cùng với một idea như thế này thì bài mẫu khai thác như thế nào, nó khác hay là giống gì so với cái bài mà chúng ta biết. Bởi vì thông thường là đối với các bạn 5.0 hoặc 5.5 thì các bài viết 7.0 thường là một cái sự nâng cấp rất là lớn về idea đối với các bạn. Đến lưu ý cuối cùng đó chính là về phần phân tích từ vựng. Thì mình khuyên là các bạn chỉ nên làm điều này sau khi mà các bạn đã làm hết các bước bên trên. Và đối với lại phần này mình sẽ có 3 lưu ý nhỏ hơn cho các bạn. Thì lưu ý đầu tiên đó chính là chúng mình sẽ cần phải xác định xem trong bài viết này có những từ vựng nào. Như là chúng mình sẽ cần phải xác định xem trong bài có sử dụng các loại từ như là noun này, verb này, adverb này, pronoun, preposition, conjunction như thế nào, để từ đó chúng ta có thể hiểu được cấu trúc cơ bản của một câu. Lưu ý thứ hai đó chính là về phần tìm các cái từ vựng đặc biệt hay các từ vựng chuyên ngành. Bởi vì thông thường là các bài viết writing nó đều là về các cái chủ đề học thuật, cho nên là những cái phần từ vựng chúng mình sử dụng cho các bài viết này nó cũng sẽ đặc biệt hơn một chút. Cho nên là khi các bạn xem các cái bài mẫu writing mà chúng mình tìm được thì chúng mình hãy cố gắng xác định xem trong bài có sử dụng những cái từ vựng chuyên ngành nào, để từ đó chúng ta có thể áp dụng trong bài viết của chúng ta hiệu quả hơn. Và đó cũng là cách để cho chúng ta có thể thể hiện với giám khảo là chúng ta có những cái hiểu biết chuyên sâu về chủ đề này. Bước cuối cùng đó chính là chúng mình hãy xác định xem những cái từ vựng trong bài được sử dụng với mục đích gì, và ở đó thì cái cấu trúc ngữ pháp của nó ra sao. Thì đối với lại phần mục đích sử dụng này, chúng mình hãy đọc thật kỹ xem là trong câu người ta có những cái cấu trúc ngữ pháp ra sao và cách sắp xếp của những từ vựng này như nào, để từ đó chúng ta có thể hiểu được những cái ý tưởng có trong bài viết một cách hiệu quả hơn. Và trên đây là một số những cái chia sẻ của mình về các cách học writing để cải thiện kỹ năng viết hiệu quả. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.